Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Tức Mới. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Mỗi người là cuốn tiểu thuyết đã được viết sẵn, nhưng chúng ta được quyền điều chỉnh lại câu chuyện tổng thể, chỉnh sửa các lỗi đã mắc phải để tìm cầu sự hoàn hảo, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân chia sẻ. Thời điểm các hoạt động nghệ thuật đã được hoạt động trở lại sau dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều khó khăn để thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, vở cải lương Tường Cướp Bạch Hải Đường do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân và nghệ sĩ ưu tú Trọng Phúc đồng trình được diễn ra tại nhà hát Trần Hữu Trang bất ngờ chạy về, phần nào xóa tan nghi ngờ về cụm từ cải lương đang chết. Chúng ta thừa nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình. Dấu hiệu của việc ngủ quên trên chiến thắng rất dễ nảy sinh khi trong tâm ngập tràn lòng kiêu hãnh và cái tôi chen chân đứng cùng một chỗ. Tôi tâm nguyện rằng tôn trọng các mối quan hệ và luôn nhắc nhở bản thân phải trách nhiệm với những thành quả đạt được, ý thức nâng cao, nhận thức toàn diện, trân quý và biết ơn tất cả mọi người đã giúp mình vượt qua những khó khăn trắc trở, rút ra được các bài học lớn nhất để thành công. Quan điểm của tôi mấy mươi năm qua vẫn không thay đổi. Một con tầm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trưởng thành, con bướm biết bay. Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất, muốn nảy mầm phải tự vươn thẳng lên, xuyên qua tầng đất và trở thành cây cứng cáp. Bất cứ người nào cũng phải lớn và già đi, nhưng điều đó càng làm mất đi tài năng và khả năng của chính mình. Không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được trong đời. Cao nhân tất hữu cao nhân trị, vì thế sự rèn luyện và chuyển hóa chính mình là điều tối quan trọng và cần thiết nhất. Nếu tự ti sẽ mất đi sự tự tin, khi giỏi hơn người khác sẽ khiến cho mình tự mãn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu biết mình nhận ra những điều thiếu sót của mình thì nhất định sẽ có thái độ rất khiêm tốn, tìm lại cái tôi đích thực mà cái tôi đủ khả năng điều khiển được chính mình. Nghịch cảnh và thiếu thốn dường như lại hữu ích hơn đầy đủ. Bởi lẽ, nghịch cảnh khó khăn luôn là điều hiện hữu, tất yếu và muốn hay không, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Điều chúng ta cần là mong sao cho mình rèn luyện được một cơ thể cường tráng và ý chí cứng cỏi, bền vững để khi nắng cháy mưa dông, bão tố chúng ta không bao giờ gục ngã. Lòng nhiệt huyết với nghề là động lực mạnh mẽ để bước tiếp, tình yêu khi khán giả là nguồn động viên trên tất cả mọi trở ngại. Được biết, vở cải lương Tường Cướp Bạch Hải Đường của chị tham gia khi công diễn chạy về, giữa thời điểm cải lương còn gặp nhiều khó khăn. Theo chị, điều gì đã khiến cho vở cải lương thu hút khán giả? Nhiều tay thì vỗ nên kêu, người trung tâm nguyện trễ trung đường, đó chính là cách tốt nhất để triệt để nhất. Thành công, trưởng thành của mỗi cá nhân đều nhờ vào tinh thần tập thể, không mâu thuẫn đối lập mà các đối qua lại, bổ trợ cho nhau. Có sự thành công đó, Thanh Ngân muốn gửi lời tri ân sâu sắc đến đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu, nhạc sĩ hòa âm Trần, giám đốc nhà hát Phan Quốc Việt, trưởng đoàn Dương Thanh. Cảm ơn toàn thể anh chị em nghệ sĩ, những thành viên tuyệt vời trong giai đoạn khó khăn của sân khấu cải lương nói riêng và thời kỳ đại dịch COVID-19 nói chung. Xin cảm ơn khán giả vì đã luôn trao cho Thanh Ngân lý do để hy vọng. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân là thế hệ thứ tư trong gia đình có bốn đời theo nghệ thuật. Ngoài Thanh Ngân thành công trong các bộ môn cải lương, gia đình cô còn có ba cô con gái khác đều thành công trong lĩnh vực ca hát, diễn xuất, đó là Thanh Hằng, Ngân Quỳnh và Thanh Ngọc. Sinh ra trong cải nôi nghệ thuật nên từ nhỏ Thanh Ngân đã đứng trên sân khấu cải lương khắp mọi vùng miền. Lớn lên, Thanh Ngân có vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ, giọng ca truyền cảm được di truyền qua bốn thế hệ nên sớm được khán giả biết đến. Cô được khán giả xếp vào hàng những cô đào tài sắc vẹn toàn bậc nhất cải lương. Cống hiến cho nghệ thuật từ khi còn rất trẻ nên Thanh Ngân sớm gặt hái được những thành tựu lớn. Hơn 20 năm gắn bó với cải lương, tên tuổi của cô thành công với những vở cải lương Tô Ánh Nguyệt, Bên Cầu Diệt Lụa, Tiếng Trống Mê Linh, Thái Hậu Dương Vân Nga, Diên Kiếp, Chuyện Tình Lan và Điệp, Trà Hoa Nữ hay bài Dân Cổ Điệu Buồn Phương Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.